Tổ chức theo dõi nhân quyền lên tiếng về vụ án xét xử 14 nhà yêu nước. Từ Bangkok, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng ngay sau khi phiên tòa có phán quyết. Ông Robertson nói trong một thông cáo rằng tất cả những bị cáo này đều bị bỏ tù vì đã thực hiện quyền của mình với những hoạt động mà lẽ ra không nên được xem là tội phạm. Thật là bất bình khi chính quyền nhắm vào các hoạt động tình nguyện của ông Hồ Đức Hòa giúp đỡ người nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng như là bằng chứng cho ý định lật đổ chính quyền. Những cáo buộc hình sự này hoàn toàn xa rời thực tế và chỉ càng phát họa sự thiếu khoan dung của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với những người bày tỏ ý kiến khác với ý kiến của đảng.